Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel cho mình dùng 24 giờ. Hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe cũ bên cửa hàng xe máy Tùng Dương 79 này. Số điện thoại là 0929291129 hoặc là 0987227978 nha anh em. Ở đây vẫn hỗ trợ xếp xe toàn quốc cho anh em ha. Xe là xe chính chủ, rút hồ sơ sang tên được bình thường. Đủ tất cả các dòng nha anh em. Đặt Wayanfa này, rồi xe 50 này, Future này, nói chung là nhiều lắm đó nè. Riêng một cái nhà xe này á thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có anh Dương, sửa tự giới thiệu không anh Dương ạ? Dạ, chào anh em, chào bà con cô bác nha, chào chú lớn tuổi nha, chào các cô nha. Em là Dương, cái cửa hàng xe máy Tùng Dương hai anh em. Ở đây là cửa hàng Tùng Dương 79, là cửa hàng của anh em mình nha anh em ha. Đây là cửa hàng của anh em mình thì bên đây chuyên dòng bán hàng phổ thông nha anh em ha. Mấy hàng phổ thông là hàng đã qua sử dụng, hàng nào xe đi làm, xe của nữ chạy, xe quy sành, xe số, xe gì cũng có các thứ cho các anh em ha, đầy đủ các màu, các dòng luôn. Đó, anh em ví dụ cứ coi ủng hộ mình nha anh em ha. Đó thì lợi thì bên đây có cái vấn đề mà xe là xe tầm giờ nào cũng có, nói chung là tiệm mình này là tầm gì cũng có cho các anh em. Hẹp qua AB đồ, ô tô đồ, lia đồ. Đầy đủ nha anh em ha. Đi sành đồ, từ đời thấp, đời nhỏ, đời cao, đời gì cũng có cho các anh em ha. Đó, bên đây có cái nén nữa nè. Cái nén rồi cái mấy dòng 155. 155 xe lên được chơi được nha anh em, như benzin nha anh em ha. Đó, còn E335. E335 214 nha anh em ha. Biển số Bình Phước anh em ha. Biển số Bình Phước, con này là 20 triệu để số, 22 triệu là bao hồ sơ cho anh em nha. Xe đẹp lan can Sài Gòn cho các anh em ha. Đó, còn con này biển số Sài Gòn. Con này biển số Sài Gòn là con này biển 20 triệu nha anh em ha. 20 triệu cho các anh em ha. Đó. Chỉ có 20 triệu thôi con E 20 triệu. Bao công chứng, bao ủy quyền đàng hoàng cho anh em nha. Còn con quay 15 triệu 200 nha anh em ha. Đó. Quay 2023 nha anh em ha. Đây mới về con tay ga nữa 50. Dạ, con 50 một ít nha anh em ha. Anh em có cả alo mình nha. Đó, bữa anh em xe bút không? Xe bút đang lên này với nhiều anh em ủng hộ mình hết. Bán nha hết anh em luôn rồi anh em. Dạ, còn có 2 xe nha. Còn 2 con đó. Tại mình chơi xe là 23, 24 không à. Xe là cao. Đó. Chứ cái con này là 14 triệu 500 ngàn con này nha anh em ha. 14 triệu 500 ngàn con mới này. Mới lắm. Dạ. Còn Sirius FI bản số 81 con mình bán với giá là 15 triệu 500 nha anh em ha. Đó, có cho mình có trao đổi xe cũ và có trả góp mấy xe này nhưng không cần trả trước nha anh em ha. 1-2 triệu. Dụ lợi thì ngân hàng cho làm cho anh em cái gói tiền mặt và cái thẻ tín dụng thì anh em có thể lấy về để bán số cũng vẫn được, nhiều khoản vay cho anh em nha. Mà đừng nợ xấu nha các anh em ha. Đừng nợ xấu nha anh em ha. Đó. Nô da rồi nè, cái sân lô quay luôn. Dạ. Nô da bao nhiêu nè? Dạ, con nô da này 9 triệu anh. Con nô da này 9 triệu nha anh em. Triệu. Dạ đúng rồi. Mấy cái nén là bao nhiêu? Dạ. Mấy con cá nén là? Con cá nén là 10 triệu anh em ơi. 10 triệu. Vi sân. 22 triệu nha anh em ha. Xe đẹp lăng can Sài Gòn, xe chạy 19 nha anh em nha. Đó. Xe có 18. Mẫu này chạy rất là êm ái nha anh em nha, nồi rất là cứng cám nha anh em ha. Rồi. Con này có ẹt 150 nữa. E 150 anh em ơi. E 150. Xe độ nha các anh em. Bình hơi yếu cái. Đó. Xe này xe độ. Nhưng mà đã vô mấy cái buộc đồ. Dưới mấy cái đồ chơi rồi linh tinh rồi nha anh em ha. Chứ cùm đồ. Cùm anh đồ. Em nào mà thích kiển á, mua con này về độ tiếp á. Con này thì xe độ nhiều lúc á, quay mình quay sơ đó, anh em nào ưng thì giúp á. Rồi. Sao chưa? Xe kia nè anh em ơi, xe kia mình bán 32 triệu nha anh em nha. 32 triệu là bao hồ sơ cho anh em nha. 34 triệu là bao tên xe kia nhập nha anh em ha. Phu chờ bên đây mình bao nhiêu cho các anh em. Phu chờ như con phu chờ này nè, xe chạy 7 ngàn nè. 29 triệu bao hồ sơ cho anh em ha. 29 triệu bao hồ sơ. Đó. Màu trắng. Đồ màu trắng. Con này con màu trắng, con màu trắng mình cái gì mình anh em liên hệ nha, không chờ nó cho anh em liên hệ nha. Tại bên em quay nhiều không chờ quá. Cái con này anh em 817 cây. 817 cây. 817 cây số nha anh em nha. Đó, 817 cây số. Đó, mình bán hàng liên hệ cho anh em nha. Cứ gì con nào báo giá thì báo giá cho anh em ha. Cái gì lúc báo lên anh em bên trên chợ 24 anh em nói là mắc là rẻ nữa. Xe tại xe trang không à, xe 5 ngàn, không dứt đầy anh em nha. Mấy dòng này là bảo hành anh em hay không? Mấy dòng này nè, tầm phân khúc đời cao nè, phân khúc cao là đời cao là bảo hành em 2 năm.
khúc cấp là bảo hành 1 năm cho các anh em nha. Từ cái bình, cái nồi, cái vỏ là mình bảo hành cho anh em nha. Cái bố kháng nha anh em ha. Đó, sắp 6 nữa, 6 ngày kia. Hẹn 2X nha anh em ha. Hẹn 2X nha anh em ha. Rồi. Cú chờ bánh bánh căm. Chờ bánh căm anh em ạ. Cú chờ bánh căm anh em ơi. Xe này bán 29.500.000 nha, 2023 nha anh em ha. Còn ở đây là con mầm bạc. Mầm bạc này là bạc bạc nâu, màu này màu hot nha anh em ha. Màu này lên can sờ ben. Xe chạy 2.000 cây nha anh em nha. 2.000 cây số nha. Thì dọc khu chợ mình rất nhiều. Thì giá từ hai mấy triệu là có xe cho anh em, ba mấy nha anh em ha. Xe đẹp, xe toàn bộ xe đẹp, xe can nha anh em ha. Rồi, tiếp tục AB. AB anh em ơi. Đây là AB dòng AB AB là 125. Xe lên can sờ ben. Xe đẹp nha anh em ha. Xe này 4.000 cây, con này 2020, mình bán 30 triệu bao sơ con này nha anh em ha. Okay. Tiếp tục 125 nữa. Tiếp tục con 125, 125 hàng hàng 3X bao sơ nha, hàng 4 qua 2023 nha anh em ha, 2023. Đó. Còn đây là hàng xe can xe lướt, bản số 67E1448 89 nha anh em ha. Đó. Cái hàng liên AB nói chung mình là nhiều lắm anh em ha, giá từ 30, 32, 33, 34 triệu nha anh em nha. Rồi. AB đang nhám tiếp tục AB 150. AB 150. Con này nó qua mua cửa hàng khác vòng vòng đi xe đi 90.000 nhưng mà ống tán đã rửa trước nha anh em ha. Đó 150 mà nhưng xe không té ngã. Giờ trước đã sau đã có hai rồi, khách đã hai rồi nha anh em. Ba công chứng ba ủy quyền giá chỉ có 30 triệu nha anh em ha. Ok. Dạ. Rồi, tiếp tục màu đỏ. Có màu đỏ anh em ơi. Màu đỏ biển số thành phố Long An, con này bán giá 37 triệu bao sơ nha anh em nha. 37 rồi. Triệu bao sơ. AB 125, AB đầu bò. AB 125, AB đầu bò. Bò 110 nữa. Dạ. Con này bán 1X nha, có gì anh em liên hệ nha. Con này đi 8.000 coi thôi. Có 8.000 cây số nha anh em ha. Có 8.000 cây số thôi. Ừ. Mới về con AB đó anh em ơi. AB xe chạy 8.000. Biển số An Giang nha anh em. Biển số An Giang nha, xe chạy 8.000. Hàng này 3X nha, bao sơ cho anh em nha. Là hàng bỏ mổ xe lan can sờ ban nha anh em nha. Cái nguồn gốc xe này là đời, xe là đời cao nha anh em ha. 2019 nha anh em nha. 2019 nha. Ở tại hàng bảo mẫu nè. Ok. Rồi còn tiếp theo con này biển số Sài Gòn nữa nè. Khóa chìa 24 triệu nha anh em ha. Ba công chứng, ba ủy quyền, xe ngay chủ đàng hoàng nha anh em ha. Xe có ủy quyền đàng hoàng nha anh em nha. Đó. Lan can sờ ben. Đó con màu đỏ đẹp đi rồi nha anh em. Dạ. Đó là chạy 20.000 nha anh em nha. 20.000, 24 triệu, ba công chứng, ba ủy quyền. Biển số Sài Gòn 50N1 nha anh em nha. Biển số dễ nhìn 34123 nha anh em nha. Tại 123. Tiếp tục AB đầu bò. AB đầu bò. Con này mình bán giá 10 triệu nha anh em ha. Đó. AB đầu bò. 10 triệu nè anh em. 10 triệu con xe thôi. Biển số mới đẹp nha. 04779 luôn nha anh em ha. 04779 nha anh em ha. Đó, xe lan can sờ ben. Rồi, giá nút. Giá nút. Giá nút mình bao nhiêu cho anh em ha. Con này bán 18 triệu mà nha anh em nha. 18 triệu con này nha anh em ha. 18 triệu con này nha. Rồi, tiếp tục con Vision mẫu mới này anh em. Dạ. Vision mẫu mới anh em ơi, biển số Biên Hòa, Đồng Nai. Đồng Biên Hòa Đồng Nai nha anh em ha. Con này Biên Hòa Đồng Nai, Biên Hòa Đồng Nai. Con này thì mình bán giá 24.500.000 nha anh em nha. 24.500.000 con này nha anh em ha. Rồi. Dạ. Tiếp tục con bên này. Con này thì nó đi hơi nhiều, đi 23.000 cây số nha anh em ha. 23.000 cây số. Mà con này nó có 218 thôi. Đó, mình bán con này 20.5 nha anh em. 20.5 nha anh em ha. Rồi, Vision nữa nè. Vision 9.7 anh em ơi. Vision 9.7 anh em. Vision này 9.7 nha anh em nha, 9.7 2013 nha anh em nha. Biển số đâu anh? Đàng hoàng. Biển số 61 anh. Ok. Con này biển số 62 anh em ơi. Mấy ô bự bự. Ultimo. Con mình bán với giá 9.8 nha, xe không tán ngã, không làm đụng, máy zin nha anh em nha. Đó tùy theo xe đẹp lan can sờ ban nha anh em nha. Có cái tay nắm này cô ưu trầy cầm cái này mà hôi hơi trầy chỗ này thôi. Chứ ngoài ra là xe đẹp không tái ngã, không tái thẳng xe hết cho anh em ha. Thẳng xe hết cho anh em. Rồi, NVX 155 nè. NVX 155. NVX 155 xe chính chủ đàng hoàng, biển số Hậu Giang. Con này mình bán cái giá là 19 triệu nha anh em ha. 19 triệu. Dạ. Rồi, con này thì Mio 2023. 2023 xe chạy 3.000.
mình bán giá 22 triệu nha anh em ha. 22 triệu anh em ha. Rồi, giao nút. 22 triệu nha anh em ha. 22 triệu giao nút. Giao nút 22 triệu. Con này mình bán giá 18 triệu nha anh em nha. 18 triệu để em số cho anh em. Tiếp tục màu đen. Một cặp này anh em. Hàng 2X nha anh em ha. Hàng này 2024 nha. Dạ, con này mới chạy có 1000 cây số, con này cũng chạy 1000 cây số nha. Toàn bộ 2024 nha, 1300 cây số nha. Đó, hàng 2X to sơ cho anh em nha anh em ha. Đó, như con này biển số ở Tiền Giang 24 triệu bao sơ cho anh em ha. 2 triệu để con số nha anh em nha. Rồi, xuống này basic nha. Basic là hàng bao nhiêu cho anh em? Basic là hàng mẫu 2011 đó anh em. Xe Lan Can Sài Bang đúng khách xài đàng hoàng luôn nha anh em nha. Xe Lan Can Sài Bang. Giá bán con này giá 22 triệu nha anh em ha. 22 triệu nha anh em. 24 triệu con số nha anh em ha. Rồi màu trắng nè. Con màu trắng. Con màu trắng cũng 24 triệu bao hồ sơ nha anh em nha. 24 triệu để bao hồ sơ nha anh em ha. Còn tiếp thì con Lia. Con Lia bên đây, giá hàng bên đây anh em. Con Lia là 2023 nha anh em. 3000 cây. 3000 cây, con mình bán giá 34 triệu để con số nha anh em nha. 34 triệu để con số nha anh em ha. 34 triệu nha anh em ha. Phía bên này thì có Vao 125 nè anh em. Vao 125 hàng 3X bao sơ cho anh em ha. Vao 125. Đó, màu xám vàng két nha anh em ha. Màu xám vàng két nha anh em ha. Đó, 34 3X bao sơ cho các anh em ha. Ok. Hàng này 2000 cây nha anh em. 2000 cây nha các anh em ha. Mấy cây mấy con này 2000 cây nha các anh em ha. Đó, hàng 3X mình bao hồ sơ cho các anh em ha. Rồi, màu đây là hàng em mình nha anh em. Đó, cửa hàng 79 là của em mình nha anh em. Sau này mấy anh em là mấy mốt em mình nó quay dù anh em lại đi tiệm là em mình nó tánh nó cũng tiếp rồi thì anh em cứ yên tâm nha. Ở nhà có hai anh em thôi. Anh em cứ yên tâm mấy vấn đề đó nha. Đó, mình hai anh em mình gốc ở Lê Hiên Bình Dương không? Anh em cứ yên tâm. Đó. Người chỉ căn việc khạc không à. Anh em ha. Con này anh em xe ngay chủ đang hoàng mà dính giấy kết hôn không ký được. 28 triệu để con số cho anh em nha. Okay. 28 triệu để con số rồi còn fix rồi hết cho anh em ha. Rồi. Tiếp tục con Vao 150. Con Vao 150. Con Vao 150 biển số 67 nha các anh em. Che chùm keo nguyên con cho anh em ha. 37 triệu để con số cho anh em ha. 37 triệu để con số, xe Lan Can Sài Bang hết, xe đẹp long lanh nha anh em nha. Màu xanh tím nè, đẹp lắm nha nè. Đó, quay ô, có mẫu hết cho nè. Đó, đẹp không? Đẹp long lanh cho các anh em ha. Hàng 37 triệu nha anh em nha. 37 triệu nha các anh em. Rồi, tiếp tục mở kinh. Mở kinh anh em ơi, mở kinh hàng Indonesia. Đó, coi này bán 30 triệu để ứng số cho anh em ha. Hàng mắc kinh, hàng xe nhập cho anh em ha. Còn tiếp theo khu chợ anh em ơi. Khu chợ nè, bản số tại hổ có cái anh kia đặt cọc đó anh em. Anh kia đặt cọc nó làm góp là như chủ nhật lên nè. Làm góp hết ra tên ảnh này nọ đồ ảnh nó với lại bên bị nợ xấu á nè. Hôm nay mình đem quay lại cho anh em nha. Có 15 triệu 800 ngàn con này nha anh em. 15 triệu 800. Dạ đúng rồi. Thôi, con này. Dạ. Con khu chợ bên đây anh em ơi. Con chờ bên đây. Con xe đẹp Lan Can Sài Bang máy im nha. Đó. 18 triệu nha anh em nha. Khu chờ 18 triệu nha anh em ha. 18 triệu nha anh em ha. 18 triệu cho các anh em. Rồi. Sigurd. Sigurd 9.4 quân 9.5 cho anh em nha. Đó, bảy số 95 nha anh em nha. 95E có đô phuộc, vô bô, vô đồng. Con này là Sigurd kiển anh em. Dạ. Rồi, Winner X này. Winner X anh em ơi. 20 triệu mà con đồng giá hết anh em nha. ABS, CBS. Cứ đồng giá là 20 triệu anh em nào lấy con nào lấy. Còn là biển số 67 nha. Ở đây mình cho biển số 67 là nhiều. Tại vì không phải là nhiều có người anh em mới nhắn tin hỏi Bình Giang 67 không có. Bình Giang gốc là xưa về Bình Dương. Xe 67 thì anh em lái rất là thiệt tình. Xe sao là tả như vậy, không té không ngã là vậy. Xe lúc nào nó cũng sạch sẽ anh em. Chạy nó vỏ ốc tán thì nó đẹp đẽ nha anh em ha. Nên nguồn gốc xe 67 rất ok. Cái này ha. Toàn bộ xe 67 xe chính chủ không nha anh em ha. Đó, có 20 triệu con nha anh em ha. Còn con này là con ABS bản hàng V3 nha anh em nha. Mắc cây V3 hàng 28 triệu 500 ngàn bao hồ sơ cho anh em ha. Okay. Con này nha anh em ha. Rồi, tiếp tục Windows V1. Windows V1 22 triệu bao hồ sơ anh em ơi. 22 triệu bao hồ sơ cho anh em.
Đó, còn con này biển số 78 nè anh em. Con này biển số 78, 18 triệu nha anh em nha. Winner V1 mà có 18 triệu thôi. Rồi. Phía bên này thì có ẹt 150 nè, màu trắng đỏ nè anh em. Dạ. Màu trắng đỏ nè anh em. Chùm keo nguyên con. Cái chạy 6 cây nha anh em ha. Đó, con này bán 30 triệu bao sơ nha anh em nha. 30 triệu bao sơ nha anh em ha. Đó, 30 triệu bao sơ nha anh em. Mở kinh anh em ơi. Mở kinh này, hàng này hàng hàng này hàng 2X nha anh em nha. Hàng này có 10.000 cây nha. Anh em là con coi nè, chỉ nó còn trắng bóc nè. 10.000 cây số nha. Xe là đập bảo hỏng đồng hồ là chưa gớt nha anh em nha. Bảo hỏng đồng hồ là chưa gớt. Đó, ra cái 10.000 cây thôi. Đó, lên cây sờ bay. Hai hàng 2X nha anh em nha. Còn ngạch kế bên anh em, biển số 67 nè. 22 về đại biển nha anh em ha. Biển số 67 luôn. Còn rồi, con này tiếp tục. Hồ sơ đang bỏ rút 22 triệu bao hồ sơ. Xe lan can sờ bán nha, toàn bộ là mình rút hồ sơ nha anh em, xe chính chủ nha anh em nha. Đó, cái xe là xe chính chủ chứ không phải bán buôn cái gì nha anh em nha. Mắc kinh hàng xe nhập nha anh em ha. Còn hàng mười mấy vẫn có cho anh em luôn. Rồi đi nhiều giống anh em ha. Tiếp tục con một cam. Mình bán 20 triệu để con số cho anh em ha. 20 triệu thôi. Đó, rồi. Còn ẹt. Sonic. Sonic 32 triệu anh em ơi. 32 triệu, Sonic 32 triệu anh em bao hồ sơ cho anh em ha. Đó. Còn cái dòng xe 50 này. Đi làm nha anh em ha, xe đi năm làm xe 50 đồ. Giờ thì một ít nha anh em ha. Có 1-2 cây, 2-300 cây số nha anh em ha. 1-2 cây thôi. Đó. Còn tiếp theo con Vision biển số Sài Gòn nha. 59i xe chính chủ đàng hoàng nha anh em nha. Giá anh bán con này 14 triệu nha anh em nha. Có bán cái ba ga, tiền là của đó cho anh em nha. Thì nãy anh em có con mình quay con 9 triệu mấy đó, cứ con 13 triệu nó khác nhau nha. Nồi đồ ok hết nha. Không té không ngã. Xe zin hết nha anh em. Tiếp tục Windows V3 3. Windows V3. Windows V3 con này bán 26 triệu anh em ha. Có hồ sơ cho anh em ha. Hồ sơ cầm tay. Quay. Con quay đi làm 4 triệu 3 nha anh em nha. 4 triệu 3 có quay rồi nha anh em. Dạ. Rồi ẹt 150 nữa nè. Dạ, ẹt 150 22 triệu để con số nha anh em. Đó. Xe này anh em. 22 triệu để con số cho anh em ha. Xe là len can sờ bay. 22 triệu nha anh em ha. Rồi cái dòng mô tô anh em ơi. Cái dòng mô tô bên đây nè anh em. Mô tô. Mô tô là mình bán cái giá là 34 triệu bao sơ nha con mô tô nha anh em nha. Xe chạy 9.000 cây số nha. Đồng hồ chưa rớt nha anh em ha. Xe không té ngã nha các anh em. Xe anh em cứ yên tâm. Mô tô là không bao giờ té ngã, gần 15 triệu nha anh em nha. Thôi, có tiếp tục màu vàng xám. Màu xám cũng vậy luôn. 40 triệu nha anh em, để con số nha anh em ha. Đó. CBG. Rồi, CBR. CBG hàng 4X bao sơ cho anh em ha. CBG hàng 4X bao sơ cho anh em ha. Đó, 4X bao sơ cho anh em. Còn tiếp theo có CBG hàng thì ABS nha anh em nha, nhỏ nhỏ. Còn bán 38 triệu bao sơ anh em nha. 38 triệu bao sơ cho anh em. Đó, còn ở đây 1000 cây. Còn này cũng 38 triệu bao sơ cho anh em. Thì bên mình có trao đổi xe cũ và có hỗ trợ trả góp, có hỗ trợ ship xe toàn quốc. Anh em có coi kênh thì ship 1-2 triệu mình sẽ ship cho anh em luôn ha. Xe trước khi ship mình sẽ quay chi tiết hết, đầu đuôi gốc ốc tán hết cho anh em ha. Cảm ơn anh em bà con cô bác ủng hộ em tiệm em mình nha anh em. Dạ. Rồi thì đó là giá xe, anh em nào mua thì chịu khó mình liên hệ, ở đây thì mình quay lướt thôi, tại xe nó đòi đủ phân khúc, từ những phân khúc thấp cho tới phân khúc cao á. Dạ. Thì anh chị bạn lưu ý xe thì nó về liên tục á. Cảm ơn chị bạn đã xem clip á. Cảm ơn em, cảm ơn con cô bác, cảm ơn chú nha.